Rồi, tổng chào mọi người nhé. Thì hôm có mấy người có điện hỏi mình là cái chăm sóc cái cây mai sau khi ghép ấy, từ ở trong nhà mà mình ghép thì mình mát, mình đưa ra, bây giờ mình đưa ra thì mình phải che thế này nha mọi người. Nhớ đây, cái mình làm cái dàn che, mình che lại cho nó. Những cái cây phôi ấy thì mình phủ cái bọc dưới bóng để cho nước nó khỏi dư, tại nó này là mùa mưa mà. Nắng mưa gì cũng phải che hết. Đó, thì đây những cái cây mà mình ghép đây. Mọi người thấy không? Ghép nó ra giờ nó mọc chồi hết rồi. Đó, chồi rồi thì mình phải che lại như này. Đây mình đi vào trong đây cho mọi người xem. Đây. Những cái mầm chồi là nó mọc ok hết rồi, thấy không? Đó, thì như này là tí nữa mình đưa ra ngoài này ấy, thì mình hòa cái thằng Atonic cái loãng thôi với thằng bọ trĩ nhá. Mọi người nhớ nhá, không phun cho nó là non này là nó bụp luôn này. Đó, mình phủ lại. Đó, những cây ghép đấy. Thì đây, mình lấy cái giảm nắng này mình hay che cho lan đấy. Phải phủ như này cho bao giờ cái lá nó chuyển sang cái già thì nó khỏe. Chứ còn nhấc ra là nó đem nó héo, nó tụt xuống. Đấy, cho nên mọi người nhớ là khi mà ở trong mát mình đưa ra ấy, là mình phải che. Nếu mà ở ngoài nắng mà mình ghép ấy, thì mình cũng phải che như này. Nhưng mà cái chỗ mà hôm tôi có ghép ở trong đây này, tôi có để trong cái chỗ cái mái hiên đây. Nên là nó hơi chật. Thì bây giờ là tôi ghép được rồi, tôi mới chuyển hết những cái cây khác ra ngoài này rồi. Là bây giờ tôi khênh ra ngoài này. Đó, khênh ra ngoài này thì mình phải che lại thế này. Khi mình mang đột ngột ra mình không che là ngày mai là cái ngọn non này, cái ngọn đây để tôi đi sát cho mọi người xem này. Cái ngọn non này là nó sẽ quẹo hết. Đó, nó quẹo xuống. Thì bây giờ là cái tầm chiều mát này là mình đưa ra. Nhưng mà cũng phải làm cái dàn che. Đó, mọi người nhớ là phải làm cái dàn che này này cho nó. Che lại bao giờ cái lá, cái lá nó chuyển sang cái màu, đây tôi cho mọi người xem nhé. Chuyển sang cái màu mà nó bắt đầu nó xanh xanh như này. Đó, nó xanh xanh cái màu lá như này. Là mình nhấc ra, nhấc lưới giảm nắng ra. Đó, mọi người thấy không? Đấy, nên là mình cứ mùa nào, nhiều người hỏi ra là bảo ghép vào mùa nào, nói chung mùa nào cũng ghép được hết đấy. Đó, thì mới ghép đấy mà nó sung vậy đấy. Cái này tháng này, tháng 6 đấy. Mà mình vẫn cứ ghép bình thường, cái quan không có sao hết. Cái quan trọng là mình che cho nó nắng mưa. Ai ôi cục đầu đây này, ghép là nó mọc mầm chồi ra hết rồi đó. Mùa nào chả ghép được đấy. Như này là mình phải phun thuốc cái bọ trĩ với lại Atonic loãng mình phun cho nó. Còn bên dưới đây là mình phải tưới một lần, đầu tiên là mình tưới cho nó lần Atonic, bây giờ mình nhấc ra mình tưới cho nó lần Atonic nữa là thôi nhá. Từ lần sau đi là mình chỉ có ví dụ có N3M dưỡng rễ các thứ thì mình tưới thôi, còn bên trên này là phải chủ yếu là bọ trĩ. Cái thứ hai nữa là mấy hôm mình hòa cái thằng cốc 85 loãng mình phun cho nó cái, cho nó cái ngăn ngừa cái bệnh tật đi nhá. Đó. Làm một lần là nó ok ngay. Đó, những cây này xù, mọi người thấy không? Nó xù. Đó, nó xù nó ù đấy, thấy không? Phải che, nếu mà không che là không không được đâu, nó nắng. Đấy, còn cái cây mà mình cái phôi mà mình mới cắt đấy, mình mới trồng đây. Trồng ấy là mình cũng lại mùa mưa là cũng phải che mưa. Đó. Đây, che mưa như này. Đó, mình che mưa cho nó nước mưa nó đừng có vào cái chậu. Đó, không cho nó vào cái chậu để cho nó ấm, bao giờ nó mọc mầm rồi lúc đấy mình nhấc ra, không cần tưới nước tại khi mà nó cái chất trồng mình đã chăm sóc chỗ này này. Là không bao giờ mà nó lo nó khô đâu, mình che này là trên nó che rồi là nó ok luôn. À, mỗi lần là mình chỉ cứ xịt thân thôi. Thì cái bình xịt thì mọi người thấy cái đây này, cái bình xịt đây. Lúc nào là nó nắng quá là mình lấy cái bình xịt đây mình hòa cái nước không thôi. Mình xịt vào thân cho nó. Đây, tôi để cái bình xịt đây cho mọi người xem. Đó. Cái gốc này cái nó rất chi là đẹp. Đó, thì cái vết sẹo khi mình chăm sóc nó khỏe như này là cái vết sẹo nó phải kéo được như này nó mới khỏe này. Mọi người thấy không? Đây này. Đó, cái vết sẹo nó kéo như vậy. Còn cái mầm ghép này, mọi người thấy này. Đó, cái ghép đó nó già sung rồi. Nhưng nó chứ đâu có cần cứ nói là tháng nào cũng ghép được hết chứ mọi người, không cần bị băng khoăn về cái chuyện mà ghép vào lúc nào. Cảm thấy mình rảnh rỗi lúc nào mà mình cây nào mình thấy nó khỏe mạnh là mình ghép thôi. Chủ yếu là cái chăm sóc ấy, nắng mưa thì cũng phải che. Đấy, nó mưa thì mình phải che, cái này là cái giò giảm mưa là nó giảm lại, nó không bị gãy cành là một hay nó không ấy. Đó. Đó, những cái cây ép chậu nó rất chi là vẫn cứ khỏe mạnh như này. Mọi người thấy cái cây ép chậu đâu có cần phải chậu to đâu mà cái lá nó vẫn cứ khỏe. Đấy, cái chậu này cũng vậy này, nó mỏng dính như này nhưng mà cái chất trồng của cây nó vẫn cứ khỏe, nó cứ xanh đen như này mà. Đó, mọi người thấy không? Nó xanh đen đấy. Trước cũng ghép đấy, tôi ghép bây giờ nó liền hết rồi.
Đó, nó liền nó kéo hai cái mí nó gần kéo hết nhau rồi. Trước cái trong ấy là tôi ghép bốn bò đấy, giờ nó kéo kéo gần hết đó. Chứ đâu có cần phải chậu to đâu. Cái này hoành bảy mấy 80 mà nhìn nó nằm ở trong cái chậu mỏng như này mà cái sức sống nó vẫn cứ ok, do những cái cây bonsai nhỏ thì che vào cho nó mát tôi mới uốn đấy. Nên là mình để vào vầy cho nó mát. Cây mai chú thủy vặt vặt bằng cái rễ tôi đi làm ấy mà. Đó. Mọi người thấy cái lá này, nó cứ xanh đen này. Đó, đâu có phải là cứ chậu to mà chậu to sâu mà cây nó khỏe đâu. Cái quan trọng là khâu chăm sóc. Đấy. Cái cây mới ghép này. Đó, ghép xong là mình cứ phải che như vậy cho nó. Đây này che cái này giảm nắng lại này. Đó, nắng mưa gì là mình cũng phải che. Đấy thì mọi người cứ hỏi là ghép vào tháng nào? Tháng nào cũng ghép được. Đó, thì cái sau khi mình ghép là mọi người cứ nhớ là che ra. Che lại cho nó, mọi người thấy cái lá này. Đó. Nó bóng mỡ như này, trông như lá rau nhíp ấy, trông như lá rau ấy. Đó. Trông lá này, mọi người thấy không? Nên là cấp nào mà mình cũng phải che lại. Đấy. Che lại bao giờ nó chuyển sang cái màu già nhỉ? Già già thấy như này thì là mình thấy ok, là mình nhấc cái lưới ra là ok. Rồi, video này là kết thúc nhá. Thì mọi người có gì thì cứ điện thoại anh em mình chơi cây là cùng nhau chia sẻ đam mê mà. Những cái cách nào mà ghép hay che nắng hay cây nào bệnh tật thì mọi người cứ kết bạn Zalo rồi điện thoại hỏi tôi chia sẻ thật lòng, không có gì hết. Mình đam mê cây mà. Rồi, video này là kết thúc nhá. Chân thành cảm ơn mọi người. Mọi người thấy hợp lý thì cho mình một like nhé, để mình có cái động lực mình lên video sau. Rồi chân thành cảm ơn mọi người.